Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thăm và làm việc các tỉnh Nam Trung Lào, sáng nay, ngày 4 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm làm việc với Đảng bộ chính quyền tỉnh Sê Công Lào. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các đồng chí trong ban thường vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công Leslie Sivilay cùng đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Công đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công Leslie Sivilay khẳng định chuyến thăm của đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho thấy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước Lào Việt Nam nói chung, tỉnh Sê Công và thành phố Đà Nẵng nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững. Bí thư Tỉnh trưởng Leslie Sivilay đánh giá rất cao đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn, chí tình mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho tỉnh Sê Công, nhất là hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo rất nhiều nguồn nhân lực cho Sê Công. Việc triển khai thực hiện các chương trình dự án hợp tác hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sê Công theo biên bản ghi nhớ trong giai đoạn 2018-2022 cơ bản triển khai đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong các lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho các địa phương Lào thì việc hỗ trợ về giáo dục và đào tạo đạt hiệu quả, chất lượng rất tốt. Bí thư Tỉnh trưởng Sê Công Leslie Sivilay đề nghị thành phố Đà Nẵng giới thiệu các chuyên gia, nhà quy hoạch sang Sê Công hỗ trợ quy hoạch đô thị tỉnh, tăng cường luân phiên các chuyến thăm và làm việc của hai địa phương để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị cùng phát triển. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Sê Công và cảm ơn sự đón tiếp chu đáo trọng thị của tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Sê Công. Đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Sê Công. Tính đến nay, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hoàn thành các chương trình dự án hỗ trợ của thành phố cho tỉnh Sê Công theo nội dung biên bản ghi nhớ giai đoạn 2018-2022 và theo đúng tiến độ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong đó nhấn mạnh trước những khó khăn thách thức với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của doanh nghiệp, đồng lòng của người dân, kinh tế đã phục hồi và phát triển. Trong 7 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng 7,23%, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước. Thu ngân sách đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 70% theo dự toán. Các hoạt động phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực thu hút đầu tư thương mại, du lịch, đặc biệt tăng cường hơn nữa trong lĩnh vực thương mại giữa hai địa phương, trao đổi hàng hóa các mặt hàng mà hai bên có thế mạnh. Mỗi năm, tỉnh Sê Công cử đoàn tham dự hội chợ hành lang kinh tế đồng Tây APEC được tổ chức tại Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng cử đoàn tham dự hội chợ thương mại, du lịch được tổ chức tại tỉnh Sê Công. Tỉnh Sê Công giới thiệu một số dự án cơ hội thu hút đầu tư vào tỉnh để doanh nghiệp Đà Nẵng nghiên cứu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đà Nẵng đến khảo sát khả năng đầu tư, hoạt động kinh doanh tại tỉnh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Lào nói chung và thành phố Đà Nẵng-Sê Công nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tại buổi làm việc, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực giai đoạn 2023-2027, gồm các lĩnh vực trao học bổng, hợp tác dạy tiếng Việt cho nhân dân Lào, hỗ trợ học tập kinh nghiệm ngắn hạn giai đoạn 2023-2027, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương tỉnh Sê Công. Dịp này, thành phố Đà Nẵng đã tặng văn phòng tỉnh ủy, ủy ban chính quyền tỉnh và các sở ngành 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.